chính thức tuyên bố là sẽ gắn kết cuộc đời anh và em mãi mãi. Khi niềm tin đặt nhầm chỗ, anh phải ly dị vợ thì em với anh đến với nhau được chứ. Hạnh phúc lần nữa vượt khỏi tầm tay. Em đang cần một số tiền để cứu mẹ em. Tại sao cô tạo cho tôi cái niềm tin xong rồi cô đã bỏ nó? Liệu người ta có còn đủ sức gượng dậy? Tôi đã làm gì sai mà đối xử với tôi như vậy? Tôi yêu cô đơn, 20:30 mỗi ngày, duy nhất trên kênh Let's Việt.